Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh của mình JW Tool. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, chúng ta lại gặp nhau, khởi đầu tuần mới. Mình xin chúc các bạn công việc thật là thuận lợi và đầy năng lượng. Khởi đầu cho tuần mới hôm nay, chúng ta sẽ đến với những cái tiếng nổ thật là giòn tan của động cơ Husqvarna Sweden. Mời các bạn. Ở đây là những cái bước khởi động theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất ha. Đầu tiên, đây là có 5-6 bước các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ bơm xăng. Bơm xăng ở đây vị trí này ha. Chúng ta nhấn vào, chúng ta bơm xăng nó lên. Bơm xăng lên. Và kéo cái công tắc. Kéo hết công tắc ra. Cái e các bạn, kéo hết cái e ra. Sau đó chúng ta giật cái tay, giật mồi đó, dạng kiểu giật mồi đó. Giật mồi khoảng 5 cái ha. Sau đó đóng cái e vào 1/2 và giật mạnh để cho nó nổ khoảng 20 giây. Ok, cái đây là cái công tắc các bạn, off on. Khi chúng ta kéo cái e ra, tự động cái phần công tắc nó cũng đẩy lên. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình giật ha. Thì khi mình giật cái động cơ này, vậy những anh em nào mà chúng ta chuyên về cái này rồi thì có thể chúng ta không quan tâm, nhưng mà một số anh thì ít sử dụng hoặc là chưa hề sử dụng qua những cái dạng cơ lốc như thế này thì chúng ta có thể tham khảo, vì mình thấy cái cách này nó cũng đơn giản và hiệu quả ha. Chúng ta kéo nó qua khoảng tầm 1/3 cho tới 20, chúng ta bắt đầu mới tiến hành giật các bạn. Ok, làm lại ha. Đóng cái e vào. Tình trạng của cái cơ lốc này thì nó gần như mới rồi. Gần như mới ha. Đã kiểm tra vệ sinh rồi. Và phải nói là piston lồng phải nói là rất đẹp luôn. Các bạn nhìn cái phần lam đó, nước sơn nó gần như là chưa có bị tróc. Những cái âm thanh của động cơ hai thì nghe nó rất là cuốn hút mà, rất là mê hoặc và cuốn hút ha. Gan ti nổ rất là tròn ha, tròn tiếng. Tắt nè. Ok, chúng ta làm lại ha. Nhẹ nhàng thôi. Ok. Khi bóp cò thì mình sẽ đầy cái công tắc phụ này xuống rồi chúng ta mới bóp cò được thôi. Và cái tỷ lệ xăng pha nhớt của nó là theo bên Nhật á, họ dùng với nhiều điều kiện khí hậu lạnh á thì nó là 120. Mình về Việt Nam của mình có thể mình pha hơi nhiều nhớt hơn chút xíu. Nhiều nhớt hơn chút xíu thì cũng xong sao, nhưng mà nó chỉ là nó hơi khó nhiều hơn thôi. Còn nếu mà động cơ còn chuẩn thì chúng ta đi pha tỷ lệ 120 vẫn ok nha. Tức là một xị nhớt thì nó đi với 2 lít xăng nha. Trọng lượng của cái máy này là 5kg nha các bạn. Trọng lượng 5kg. Và cái dung tích của xi lanh của nó là 38cm khối. Và tốc độ tải sức của nó là 5m3 trên 1 giây. Tức là đến 1 giây là nó chạy 5m3. Ở đây nó có cái vị trí là cái nhớt để nuôi lam, và ở đây là cái vị trí chúng ta châm xăng nhớt ha, xăng pha nhớt ở đây. Mã máy là Husqvarna Series 120 Mark 2 nha các bạn. Tình trạng rất là mới nha. Cái thương hiệu này của Husqvarna này của Thụy Điển, và con này được sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật nha các bạn. Made in China. Manchina ha, xuất qua cho thị trường Nhật nên cái tem warning của nó là bằng tiếng Nhật nha các bạn, toàn bộ bằng tiếng Nhật hết, toàn bộ bằng tiếng Nhật. Và nhắc lại tình trạng cái cưa lốc này rất là mới ha, lam zin, và các bạn nhìn phần lam cũng như là xích lưỡi gần như là chưa có một cái vết trầy sơn nào hết ha, chưa có một cái vết trầy sơn nào hết. Này cái size lưỡi và thông số có ghi đầy đủ ở đây.
lam 3 tấc rưỡi nha các bạn nha, lam nó là lam 3 tấc rưỡi. Đây là cái vị trí chúng ta tăng chỉnh cái xích nè, tăng chỉnh cái độ dùng của xích đó. Chúng ta sử dụng mà nó dùng thì chúng ta sẽ tăng chỉnh ở đây. Các bạn mở ra đây, mở cái nới cái lam và cho tăng này, cho nó đẩy cái lam ra, nó căng cái dây xích lên, đơn giản vậy thôi. Ok, Husqvarna Sweden rất là mới các bạn. Cái phần mô các bạn nhìn nè, nó còn chưa có bị rỉ sét luôn. Thì khi chúng ta kiểm tra cái piston, cái lồng nó cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ việc mở cái phần bô ra là chúng ta có thể nhìn thấy được cái lồng rồi, là xem nó có bị trầy xước hay nó bị lúp bê gì không. Và cái này mình Tư Quy cũng đã kiểm tra rồi, tình trạng nó gần như mới các bạn, piston lồng gần như mới luôn, rất là đẹp ha, rất là đẹp. Ok, nghe lại âm thanh một lần nữa ha. Ok, và cái cưa lốc này giao lưu cho bạn với giá là 3.300.000, 3.300.000. Ok, có khúc cây nào để cưa thử ha. Thì nhắc lại giá giao lưu cho bạn là 3.300.000. Và bây giờ mình sẽ cưa test thử một cái khúc gỗ gỗ thông. Thì trong cái khu của mình cây xanh cũng nhiều, nhưng mà nói chung là không tự tiện mà cắt tỉa được các bạn. Cây nhà người ta không mà cắt không mệt lắm, cây nhà mình thì ở đây nhưng mà cao quá không thể cắt được. Thì thôi test thử một cái đoạn cho các bạn xem cái độ sắc của cái xích của nó như thế nào thôi ha. Ok, 3.300.000. Nói chung là với cái size 3 tấc rưỡi này thì anh em làm cái cưa tỉa cây tỉa đồ sẽ ván sẽ gỗ gì đấy cũng khá là ok các bạn, khá là ok ha. Và nhắc lại giá giao lưu cho bạn là 3.300.000 cho một cái cưa lốc đến từ Sweden, Thụy Điển, tình trạng là độ mới nó khoảng 90% ha, 90% thôi, không dám nói nhiều hơn. Nhưng mà cái lồng của nó thì cam kết với các bạn là piston lồng gần như mới ha, gần như mới. Rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Tiếp tục chúng ta đến với một cái xe nâng cơ quay tay và sử dụng cáp. Tải trọng của xe nâng này là 350 kg các bạn, 350 kg. Kích thước mình sẽ đo như sau cho các bạn ha. Về cái chiều ngang, chiều ngang phần khung của nó là 47 cm, cao tính từ mặt đất nha các bạn, tính từ mặt đất 1m85, 1m85, 1m85 ha. Chiều rộng của phần khung trên này cũng là 47 nha các bạn. Chiều dài từ bánh trước ra tới bánh phía sau là khoảng 78 cm, 78 cm. Chiều dài của càng
chiều dài càng nâng là 60 ha, chiều dài là 60, kích thước chuẩn nha bạn, 60. Và nhắc lại tải trọng là 350 kg. Khi chúng ta đặt cái phôi nó sát vào phía trong như thế này, càng ra ngoài thì trọng lượng phải càng giảm, cũng như là chúng ta nâng những gì nó lên càng cao thì trọng lượng nó cũng phải phù hợp cho các bạn nha. Mặc dù là người ta vẫn tính toán cho mình là cái khả năng là hệ số an toàn nó vẫn thừa thải đó, nhưng mà chúng ta cũng phải cân nhắc. Và đây là một cái xe nâng, một cái xe nâng cơ chạy bằng cáp quay, và nó sử dụng cái hệ thống bánh răng xích nha các bạn. Răng xích giống như là xe máy mình đó, sử dụng xe tích tải. Ở dưới đây là một cái bánh răng lớn, nó sẽ cuộn cái sợi cáp, và phía trên là một cái bánh răng nhỏ. Toàn bộ cái hộp số nó nằm ở đây hết, hộp số nằm đây hết. Và cái tay quay phía sau này, tay quay phía sau này, nó có thể tăng kích chiều dài để thay đổi cái lực xoay. Khi mà chúng ta muốn quay nhanh thì chúng ta thâu cái tay ngắn lại, và chúng ta tải những cái đồ nặng thì chúng ta kéo cái tay nó dài ra. Lúc đó mình quay nó sẽ chậm, nhưng mà lực quay nó sẽ nhẹ các bạn, quay nó sẽ nhẹ ha, lưu ý ha. Đây chúng ta có thể thay đổi kích thước cái chiều dài cái tay quay. Và một cái chân đạp khóa, cái con này nó thiết kế chân đạp khóa khá hay các bạn. Cái chân đạp khóa này nó dùng để khóa hai cái bánh phía trước chứ không phải là khóa hai bánh sau như những cái loại xe thông thường mà chúng ta hay bắt gặp á. Thì khi mà chúng ta đạp cái bàn đạp này thì cái đồng thời nó sẽ đẩy hai cái chốt khóa này để nó ép khóa chặt hai cái bánh phía trước. Thì hai bánh phía trước mới là hai cái bánh chịu tải nha các bạn. Hai bánh sau này thực tế chỉ là hai cái bánh để chúng ta di chuyển cái xe thôi, chứ không phải là cái bánh chịu lực đâu. Và khi chúng ta tải nặng, toàn bộ trọng lực nó sẽ dồn vào hai cái bánh phía trước. Đây là hai cái bánh chịu tải nè. Thiết kế nó như những cái bánh xe pallet á, bánh xe để kéo pallet á. Và tình trạng bánh nó cũng còn rất là đẹp nha các bạn. Hai cái bánh này quan trọng nha. Bánh có FPU. Tình trạng còn rất là đẹp, có bạc đạn ha. Ok. Và cũng nhắc lại các bạn là đây là cái xe nâng 350 kg mà có cái thiết kế phần khung cũng như là càng mỗi cái đều tinh giản và gọn nhẹ nhất, để chúng ta có thể di chuyển ở những cái vị trí chật hẹp trong cái xưởng hay là trong cái vị trí nhà kho gì đó của mình mà nó có diện tích hẹp, thì cái xe này nó sẽ tối ưu với cái thiết kế nhỏ gọn, phải nói là rất là nhỏ gọn mà trước giờ mình hay bắt gặp. Nhỏ gọn 350 kg nha các bạn, 350 kg, thương hiệu là Colec. Và tình trạng là nước sơn zin 100% nha. Mình đã vệ sinh cơ bản, và tra dầu vào cái mở bò nước, vào cái hệ thống cáp của nó cũng đã kiểm tra rồi, không có bị bung, không có bị quá tải gì hết. Các hệ thống bánh xe trên cái thân trượt cũng còn ok. Tuy nhiên khi về chúng ta sử dụng đó, các bạn lưu ý cho mình cái điều là khi mà về các bạn sử dụng ha, thì trong quá trình mà chúng ta sử dụng đó thì nó sẽ giống như xe mình vậy thôi, mình chạy lâu ngày thì nó sẽ mòn, mình phải tăng sơn. Thì cái này nó cũng vậy, nó có cái hệ thống tăng chỉnh ha, hệ thống tăng chỉnh đó các bạn, hệ thống tăng chỉnh cái độ rơ lắc ngang cũng như rơ dọc ha. Đây admin quay phía sau này dễ thấy, dễ hình dung hơn nè. Này ha, đây là cái bộ hai bên đều có giống nhau, thì mình quay một bên thì mình lấy ví dụ ha. Đây là hai cái bánh chịu tải chính cho cái dàn khung ha. Và ở trong đây nó có hai cái bánh phụ là nó chịu tải cho cái hệ thống lắc ngang để chúng ta tăng chỉnh. Đây đây là hai con ốc tăng chỉnh các bạn nới cái con ốc giữa ra và chúng ta sẽ tăng chỉnh hai con này. Canh như thế nào để cho cái phần hở, độ hở của hai càng hai bên nó phải cân đối và nó thẳng, nó chuẩn, thì lúc đó chúng ta sẽ thao tác nó nhẹ nhàng hơn, và cái độ ăn mòn của những cái bánh xe nó sẽ đồng đều hơn, chúng ta di chuyển nó trơn mượt hơn. Đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết, nhưng mà thực tế thì cũng rất là lâu mới phải tăng chỉnh những cái này các bạn. Những cái bánh xe ở trong đây chất liệu đó là bằng teflon các bạn, teflon chịu tải, chịu độ ăn mòn, chịu được những cái hóa chất dầu mỡ này kia vân vân. Ok.
Và cái xe này mình sẽ giao lưu cho bạn với giá 8 triệu. Chưa bao gồm phí vận chuyển ha, chưa bao gồm phí vận chuyển. Một cái xe nâng hàng mà quay tay, quay bằng tay. Với tải trọng là 350 kg các bạn, 350 kg. Chiều cao nó là khoảng 1m85, 1m85. Chiều dài càng nhắc lại là 60. Các bạn về chúng ta muốn nối càng hay gì đấy cũng được. Tuy nhiên trọng lượng thì mình phải phân bổ sao cho nó hợp lý với cái hàng mà chúng ta nâng, thì nó sẽ đảm bảo nó không có bị quá tải, lệch càng, sệ cong gì đấy vân vân. Nhưng mà những cái càng này thì chúng ta xử lý nó cũng đơn giản thôi mà, không có gì phức tạp lắm. Tháo ra chúng ta xử lý thay thế hay là muốn độ gia cố nâng cấp gì đấy tùy. Nói chung là thỉnh thoảng mình cũng gặp những cái xe mà ở bên kia họ modify nó, tức là họ độ sẵn bên đó bạn. Họ nối càng, họ thay toàn bộ hệ thống càng, càng nâng, khung càng bằng inox hết, để họ sử dụng cho những cái môi trường hóa chất hay gì đó đặc biệt. Nhưng mà những cái này thì nó trong cái phạm vi chúng ta có thể thay thế, sửa chữa nó hết sức đơn giản rồi. Quan trọng là cái phần khung cơ nó làm chuẩn và chúng ta thao tác nó nhẹ nhàng, mượt mà. Ok. Bây giờ mình sẽ test thử, nâng thử cái khung này ha. Cái khung này khi mà chúng ta tháo bỏ hết những cái đồ ra thì nó nặng cũng khoảng tầm 5-60 kg vậy đó ha, 5-60 kg thôi ha. Quá nhẹ nhàng cho đối với nó này, không có gì phức tạp lắm. Ok này, rồi ok. Khi chúng ta nâng thì các bạn chịu khó chúng ta khóa bánh lại ha, ở những vị trí nào nó được chúng ta sẽ khóa cái càng lại, khóa bánh lại cho nó tạo cái độ vững đó mà. Khi chúng ta di chuyển cái tay này nó dài ra thì nó cho chúng ta cái lực xoay nó nhẹ hơn, nhưng mà ngược lại thì tốc độ quay chúng ta nó sẽ chậm hơn. Lợi về lực thì sẽ thiệt về đường đi, đơn giản vậy thôi. Và những cái xe như thế này, cái càng nó nâng cao tối đa được khoảng 1,5 m thôi nha các bạn ha, tại vì nó có cái phần nó đi cong xuống dưới. Phần khung thì cao 1,85 m nhưng mà nâng tối cao tối đa lên được 1,5 m thôi các bạn. Đây là chiều cao tối đa của nó nha các bạn ha, nâng tối đa. Okay. Hạ xuống thì chúng ta có thể thâu cái tay nó ngắn lại, chúng ta không cần cái lực lớn ha, chúng ta chỉ cần cái tốc độ nó nhanh. Nói chung là một cái xe nâng như thế này là một cái trợ thủ đắc lực cho chúng ta trong rất là nhiều cái tình huống, nhiều cái trường hợp chúng ta cần di chuyển đồ nặng mà không có cái sức người để hỗ trợ thì chúng ta có cái công cụ hỗ trợ hết sức đắc lực đây các bạn. Cho cái xe nâng tải trọng 350 kg ha, tình trạng còn khá đẹp. Ok. Okay. Tiếp tục chúng ta đến với một cái tủ hút các bạn, tủ hút của Yodogawa ha. Thì cái tủ hút này nó dùng để hút cho máy mài nè, máy nhâm băng, máy mài đá vân vân. Trọng lượng của cái tủ này ở bên trong nó có cái động, có cái motor nha các bạn, motor 3 pha 200V. Thì trọng lượng của cả cái motor và cái tủ này là 66 kg, các bạn nhớ cho mình ha, 66 kg. Tôn khá là dày các bạn, tôn khá là dày và tình trạng là nguyên zin chưa vệ sinh ha, nó có những cái đốm rỉ sét như các bạn nhìn thấy đây. Ở dưới đây là cái khay để chứa bụi các bạn, dưới đây là cái khay để chứa bụi của nó. Trọng lượng 66 kg. Đây, bên trong nó có cái động cơ dùng để hút bụi, hút bụi ở vị trí này, cái lỗ hút nằm ở đây, nó hút xuống. Và đây là cái tấm lưới gạt bụi các bạn ha, những cái bụi nó hút xuống thì nó gạt ở đây. Đây là có cái thanh gạt nè, cái thanh gạt bụi. Ok, thanh gạt bụi thì khi mình gạt bụi này, bụi nó rớt xuống cái khay chứa và khi mình vệ sinh thì mình lau cái khay chứa này ra thì mình đổ đi thôi. Những cái bát này nó rất là dày nha các bạn,
những cái bát này nó giống như những cái bát này. Đây, khay chứa bụi nó đây. Cái khay này lấy ra được ha. Lấy ra được. Rồi, lấy ra được. Ok. Nhắc lại tôn rất là dày nha. Tổng trọng lượng cái tủ rất là 66 kg nha các bạn. 66 kg ha. Và các bạn có thể về chúng ta vệ sinh, sơn phết nó lại, hoặc là biến công năng sử dụng nó thành một cái tủ chúng ta chứa đồ hay là làm gì đó. Tùy. Ở trên đây các bạn có thể đặt máy móc nè, thiết bị, ô tô, vân vân. Như một cái xe đẩy, một cái ở dưới nó có bốn cái bánh xe các bạn. Bốn cái bánh xe mà bánh xe quay quay hết và có khóa nha. Mỗi bánh xe đều có khóa hết. Đó. Ok, quay mặt sau cho các bạn xem nha. Đây. Mấy cái khóa này đều sử dụng bình thường hết nha các bạn. Đây, mặt sau nó như thế này. Đây, tem còn là của Yorogawa Nhật ha. Một cái tủ của Nhật. Các bạn về chúng ta có thể đặt những cái máy mài lên và sử dụng lại cái hệ thống hút bụi này. Tuy nhiên cái động cơ của nó nhắc lại là 3 pha 200V. Chúng ta có thể chuyển đổi điện hoặc là các bạn dùng biến tần, hoặc là chúng ta có nhà có điện 3 pha thì chúng ta vẫn sử dụng nó. Ok ha. Này, mặt này chưa vệ sinh nha các bạn, chưa vệ sinh nha. Tôn rất là dày. Tôn rất là dày, bản lề chắc chắn ha. Là chắc chắn. Bốn bánh xe hoạt động bình thường. Ok. Cái tủ hút của Yorogawa này thanh lý, giá thanh lý cho các bạn là 2.500.000. 2.500.000 cho một cái tủ hút có động cơ motor bên trong, trọng lượng là 66 kg, chưa bao gồm phí vận chuyển. Ok. 2.500.000. Động cơ này nó khoảng công suất nó khoảng tầm một ngựa các bạn. Xác lớn này nó khoảng tầm một ngựa. Rất là dày, to. To rất là dày. Đây. Để cái tay hút bụi nè. Gạt cái bụi nó sẽ hút bên đây, nó bám như này sẽ rớt xuống cái khay chứa. Tiếp tục chúng ta đến với cái sản phẩm này cũng khá là hay các bạn. Thì sau một thời gian khá dài sử dụng với cái dầu gỗ này, một cái thương hiệu rất là lâu đời của Mỹ các bạn, chất lượng có từ năm 1849 ha, Watco ha, Made in USA. Thì hôm nay mình TV về được một ít cái bình dầu của hãng Watco này để phục vụ cho các bạn ha. Thì cái dầu này nó sử dụng như thế nào? Sao? Thì cái dầu này nó dạng dầu lanh đó các bạn, anh em hay gọi là dầu lanh đó. Thì sau khi chúng ta vệ sinh cái bề mặt gỗ láng mịn rồi á, thì các bạn sẽ quét một cái lớp này lên, nó tạo cái lớp bảo vệ cho bề mặt gỗ, nó tạo lên cái màu gỗ tự nhiên. Và nó nếu mà chúng ta quét lên kim loại thì nó cũng tạo lên một cái lớp áo bảo vệ trên bề mặt, như những cái dạng búa rìu vân vân mà chúng ta ít sử dụng á, thậm chí đe cũng vậy, nếu mà chúng ta ít sử dụng thì chúng ta quét qua một cái lớp, nó sẽ khi nó khô đi nó sẽ tạo thành một cái lớp màng bảo vệ chống rỉ sét, rất là hiệu quả các bạn, rất là hiệu quả. Và sau một thời gian sử dụng, các bạn thấy mình sử dụng cái bình này nó cũng khá lâu rồi nhưng mà nó còn rất là nhiều các bạn, thực chất là dùng rất là lâu hết ha. Và cái nắp của nó cũng khá là hay các bạn, cái nắp này khi chúng ta mở chúng ta phải ấn xuống giống như kiểu những cái lọ thuốc của Mỹ các bạn biết ha, khi chúng ta mở chúng ta phải ấn cái nắp xuống rồi chúng ta mới mở ra được, để nó chống trẻ em mà nhiều khi trẻ em nó nghịch nó cứ mở nó quay 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 ha. Muốn mở thì chúng ta sẽ ấn nó xuống, chúng ta lật mạnh lên cái. Thì cái này mình tư quy hay dùng để vệ sinh cũng như là quét cái màu lên cái phần cán búa cán rìu này kia đó các bạn, hoặc là chúng ta dùng để bảo quản những cái đồ kim loại nào mình ít sử dụng nha, mình nói ít sử dụng nha. Còn nếu chúng ta sử dụng thường xuyên thì chúng ta sẽ dùng cái bảo quản dạng khác nha các bạn. Đó. Thì một cái bình này thể tích của nó là gần 1 lít các bạn. Chính xác là 946 ml trong một cái bình như thế này. Rất là nhiều ha. Thì mình làm thử cho các bạn xem ha. Ở đây là một cây búa nè.
một cái búa của OH ha. Cái cán này mình đã vuốt với nhám mịn rồi, vuốt với nhám cho nó mịn sạch sẽ rồi. Thì sau khi vuốt xong thì chúng ta có thể dùng cái bông gòn hoặc là vải cũng được các bạn, bông gòn hoặc vải cũng được. Rồi các bạn chỉ việc nhúng vào rồi chúng ta lau nó lên như thế này, các bạn thấy nó lên cái màu gỗ tự nhiên rất là đẹp ha. À, chị lau qua thế này. Thì đối với cái dạng gỗ mà những cái dạng gỗ của Nhật hay là cái gỗ chất liệu nào đó cũng được, thì chúng ta quét lên các bạn, nó sẽ thấm vào, nó tạo một cái lớp bảo vệ cho cái phần gỗ chống nước nè. À, quét lên cái phần đầu kim loại, à, nó sẽ tạo là một cái lớp màng bảo vệ. Nếu chúng ta ít sử dụng, chúng ta sợ rỉ sét bởi cái nước, thì cái dầu này nó giúp cho cái chất mà chúng ta, bề mặt mà chúng ta lau đó, nó sẽ chống nước. À, cứ việc lau lên như thế này thôi là xong. À, rất là đơn giản ha, đơn giản. Và đối với cái dạng gỗ mà hickory các bạn, gỗ ốc chó, thì khi mà mình lau cái này lên á, thực chất là cái cơ bản cái loại gỗ đó nó rất là tốt mà. Đây cái dạng gỗ ốc chó này các bạn, thì cái độ thẩm thấu dầu, hút dầu nó rất là ít, rất là ít nha các bạn. À, chính vì vậy tại sao cái gỗ hickory nó lại được chọn lựa, thường là dùng làm cán rìu, cán búa vân vân. Và những cái cây ốc chó lâu năm, lâu tuổi, sâu tuổi đó các bạn, thì nó giá trị của nó rất là cao. Nó là cái màu rất đẹp các bạn thấy không? Đây là cái cán, cái vân gỗ ốc chó, còn cái đây là cán gán gỗ của Nhật ha. Đây là cái cán gỗ hickory nè. Cái độ rút dầu của nó rất là ít nhưng mà nó vẫn lên màu các bạn thấy không? Khi mình đánh với nhám mịn đi rồi thì cái gỗ nó sẽ trắng, nó sáng màu ra. Và chúng ta quét cái dầu gỗ này lên, nó sẽ tạo cái vân, cái màu, cái vân gỗ tự nhiên nó sẽ ánh lên, nó nhìn nó có chiều sâu hơn, nó tạo một cái lớp bảo vệ trên bề mặt nữa. À, rất là đẹp rồi thấy không? Rất là đẹp, đơn giản vậy thôi. Và phải nói là dùng rất là lâu nha các bạn, một cái bình như thế này dùng rất là lâu. À, sản xuất tại Mỹ nha, Made in USA. Và cái này giao lưu cho các bạn với giá chỉ có 180.000 một bình nữa các bạn. 180.000 một bình như thế này. À, mới tin. À, một thùng này thì nó có được 4 bình các bạn. Một thùng này nó có được 4 bình thôi. À, Made in USA các bạn. Đây là cái màu tự nhiên nè. Nó ghi nè, Nature. À, cái màu tự nhiên của gỗ, nó gỗ nó bản thân gốc nó màu gì thì khi mình quét lên nó sẽ ánh lên cái màu tự nhiên của gỗ như vậy thôi. À, rất là đơn giản đó. Các bạn thấy mình quét xong nó rất là nhanh khô ha, nhanh khô. Đó. Và nó tạo một cái lớp màng bảo vệ trên bề mặt, nhất là kim loại đó các bạn, kim loại. Ok, 180.000 cho một bình nha. À, chỉ có số lượng cũng không nhiều đó các bạn, à, số lượng không nhiều đó. Watco, thương hiệu chất lượng có từ năm 1849 của Mỹ ha. Và một vài cái dao xếp chất liệu là thép không rỉ ha, nói nôm na là inox đó các bạn, stainless steel thép. Ok, những cây dao xếp date 1980 và trang bị cho quân đội Anh nha các bạn, trang bị cho quân đội Anh. Và lưỡi dao cũng như là cái khui hộp đa năng của nó các bạn, rất là sắc nha, lưỡi dao rất là sắc nha các bạn. À, rất là sắc, chất liệu là thép không rỉ stainless steel và có hết 500 nha, cái này nó có hết 500. À, nhưng mà nó là dạng thép không rỉ các bạn, thép không rỉ, trang bị cho quân đội Anh. Ở đây có một cái vị trí để cài đồ hộp đây các bạn, cài nắp đồ hộp đây nè. Tình trạng của những cái này là mới tinh chưa sử dụng các bạn, mới tinh chưa sử dụng. Ok, date nhắc lại là 1980, trang bị cho quân đội Anh nha. Nhắc lại ha, những cái này là trang bị cho quân đội Anh và date 1980. Lưỡi nó còn rất là sắc nha các bạn, lưỡi dao rất là sắc bén nha. Nha. Ok. Bén lắm như vậy.
rất là sắc. Chất liệu là stainless steel. Những cái cây này tình trạng nó là gần như mới các bạn, gần như chưa sử dụng. Những cái vết xước xước này là khi do nó để nó bị cọ sát trong quá trình họ vận chuyển về đó, nó xước sát thế thôi. Tình trạng của nó là theo cái lưỡi này mình đánh giá là nó gần như là chưa có sử dụng, chưa có một cái vết gì trên lưỡi. Đét 1980. Ok. Cái này giao lưu cho các bạn với giá là 180.000 cây các bạn. 180.000 một cây. 180.000 cho cây dao xếp của quân đội Anh. Chất liệu là thép không rỉ các bạn. À, thích hợp cho chúng ta đi camping, cắm trại, bỏ túi, khui đồ hộp, cắt gọt trái cây hay gì đó, vân vân. Và lưu ý là lưỡi dao rất là sắc bén nha, cẩn thận, cẩn thận. Ok, có cái móc để chúng ta treo. À. Ok. Một cái hộp con lăng gai các bạn. Rất là nhiều cái mẫu. Tổng cộng ở đây chúng ta có 58 cái con lăng gai nha. 58 con lăng gai và tình trạng của nó là gần như mới mà, gần như là mới hết. Để nó bị rỉ rỉ thôi thì mình đã xịt cái dầu bảo quản vào rồi. Và cái lỗ này, lỗ cốt nó là cái lỗ chuẩn thông dụng rồi, bằng nhau hết nha, nhưng lỗ cốt này bằng nhau hết nha. Lỗ 5 ly. Lỗ 5 ly. Ok. Và một cái cán dao để chúng ta sử dụng cho những cái con lăn này. Một cái cán rất là chất lượng các bạn thấy không? Một cái cán hoành tráng luôn ha. Và các bạn nhìn nè, các cái bông lăn chiều thuận chiều nghịch, răng thưa răng nhuyễn gì đó, vân vân, rất là nhiều những cái bông khác nhau. Và tổng cộng ở đây chúng ta có 58 cái con lăn nha, 58 con lăn và một cái cán dao ha. Cái combo này giao lưu cho các bạn với giá là 800.000, 800.000 các bạn. Tính ra bình quân thì chưa tới 20.000 một cái đâu. Rất là rẻ luôn. Rất là rẻ luôn. Các bạn mua một lần xài thiên thu ha. Xài thiên thu. Khuyến mãi trong cái hộp đựng luôn. 800.000. 58 cái con lăng các bạn nha. Nè, rất là đẹp. Gần như mới, gần như mới. Gần như chưa có sử dụng. Đây nó có răng 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 nghịch răng thuận nè, nó ký hiệu Left Right nè. Left Right. Răng thuận, răng nghịch, răng thưa, răng caro đó nè. Rất là đẹp luôn các bạn. Những cái con lăng lăng gai. Những anh em nào mà làm thợ tiện thì không thể bỏ qua cái combo đáng giá này. 800.000 chúng ta có 58 con lăng và một cái cán dao rất là đẹp mà. Wow, cái cán này nó có chân vuông này, sử dụng cho máy lớn à, hữu dao lớn à. Vuông là 28 các bạn. Vuông 28 à, phầy phẳng luôn. Quá đẳng cấp. Ok. Một cái xe rùa mini các bạn, một cái xe rùa mini ha. Còn sót lại một cái cuối cùng nha. Kích thước của nó như sau. Chiều ngang tính từ bánh này qua bánh kia là khoảng 40 cm các bạn. Chiều cao của nó là tới tay cầm nó cũng khoảng 80 ha. Cái này ở bên kia họ dùng đựng hai cái bình gió đá đó bạn, một cái bình oxy và một cái bình khí acetylen đó. Ở đây là cái bát để kẹp giữ bình nè. Thì chúng ta về chúng ta có thể tận dụng chế cháo nó thành cái xe đẩy máy rửa xe hay là đẩy đồ đạc linh tinh gì đấy cũng rất là ok ha. Một cái xe rùa mini mà chúng ta có thể về chúng ta chế cháo, bỏ thanh này đi để chúng ta đẩy đồ, gia cố nó làm cái bàn này nó có thể rộng hơn, nó dài hơn tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Giá giao lưu cho bạn vẫn là 250.000 ha, 250.000 một cái duy nhất các bạn, còn sót một cái duy nhất. Tiếp tục chúng ta đến với những cái sản phẩm đồng giá các bạn. Và mức giá của chúng ta hôm nay là 150.000, 150.000. Đầu tiên, mình có một cây thước thủy mini ha. Thì mini có 500 nha.
Một cây thước thủy mini có 500 ha, có 500 hít nè. Made in Japan ha. Và một cây thước 2 m, thước dây 2 m. Tình trạng cái thước bên trong nó còn rất là đẹp nha các bạn. Ha. Cái vỏ ngoài thì nó có trầy trầy thôi, nhưng mà cái dạng nhỏ mini này thích hợp cho chúng ta bỏ túi đi di chuyển gì đấy, để chúng ta đo những cái gì trong cái khung phạm vi 2 m. Rất là nhỏ gọn và tiện dụng các bạn. Của Nhật nha. KDS. 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 Combo này 150.000 thôi các bạn, 150.000 thôi. Mắt thủy còn ok hết ha, hai mắt thủy còn ok hết. Một cái hộp kẹo của anh ha. Kẹo the Min Candy của anh ha. Một cái hộp kẹo này bên trong chúng ta có 7 cái lưỡi dao cắt rung. Dành cho máy cắt rung đó các bạn. Tình trạng là mới tinh chưa sử dụng nha. 7 cái lưỡi nha, 7 cái lưỡi. Và cái này thường dùng cho gỗ nè, họ ghi là chất liệu là thép HCS for wood, dùng cho cắt gỗ, cắt alu, cắt nhựa gì đấy vân vân. Chuyên dùng cho những cái máy cắt rung thôi. Và có 7 cái lưỡi dao và một ít cái bu lông rút, dùng cho những cái dụng cụ rút bu lông đó, nó có răng bên trong mà. Khi rút xong thì chúng ta dùng bu lông chúng ta vặn vào. Thì nó có mấy size trong đây đó. 3 ly, 4 ly, 6 ly, 5 ly, 6 ly gì đó. Ok. Và 7 cái lưỡi dao nha, nhắc lại là có 7 cái lưỡi dao. Một cái hộp kẹo này của anh ha, hộp kẹo của anh. Ok. 150.000. Một cây cưa tay khá là hay nha các bạn, cây cưa tay đa năng khá là hay. Chất liệu cái phần cán này là bằng nhôm, nhôm một cái mắt thủy đây ha. Và cái lưỡi cưa này chúng ta tháo lắp nó rất là nhanh các bạn. Tháo nó ra như thế này. Thay thế thì những cái dạng lưỡi cưa nào như thế này, hoặc là những cái dạng dao trổ các bạn. Dao trổ mà nó có hai cái rãnh như thế này thì chúng ta vẫn lắp vào đây để sử dụng như một cái dao trổ. Cắt vân vân. Phía dưới này nó có một cái lỗ lục giác 6 ly 3 và bên trong chúng ta có những cái mũi vít có thể sử dụng được cho cái đầu này. Một cái dạng vít mở được luôn, rất là hiệu quả nha các bạn. Đây bên trong nó có cái lưỡi dao nữa, đây một cái lưỡi dao giống như kiểu lưỡi dao trổ đó ha, thì chúng ta vẫn lắp vào vị trí trên này được. Hai đầu móc này giống như kiểu để cắt mica đó các bạn, cắt mica này kia đó ha, kéo cái móc vào lên chúng ta đẩy nó vào. Ok. Hai nấc tăng chỉnh ha, muốn dài ngắn gì chúng ta tăng chỉnh đó. Dạng cắt mica. Ok. Kéo chốt, lấy cái lưỡi ra, cất vào cái hộp. Vỏ hộp. Có một cái đầu từ lục giác 6 ly 3 chuyển qua đầu 1/4 inch, cũng là đầu vuông 6 ly 3, để chúng ta mở những cái đầu tiếp, khẩu tiếp nhỏ nhỏ các bạn, khẩu tiếp size nhỏ nhất, tức là đầu 1/4 inch. 6 ly 3 thông dụng ha. Hoặc là những cái mũi vít này các bạn có thể cắm vào đây, mũi vít chân cho súng bắn vít rồi đó, các bạn có thể lắp vào đây để chúng ta dùng, chúng ta siết mở một số cái vị trí nào đó đơn giản ha, và cất cái mũi vào đây, xong các bạn cất mũi vào đây, rất là đơn giản, khá nặng nha các bạn. Chất liệu này đó là nhôm đúc nha, vỏ nhôm đúc và có một cái mắt thủy. 150.000 cho cái cây cưa tay khá là hay ho này ha. Okay. Một cái ống bơm của quân đội Mỹ các bạn, mới tin chưa sử dụng ha, còn cả hộp đây. Ống bơm trang bị cho quân đội Mỹ, cái này họ dùng để rất là kín mà ha, piston rất là kín nè, và có lớp B á. Lớp B là khi chúng ta rút lên thì nó sẽ xả hơi bơm. Bạn về chúng ta có thể chế cháo nó thành một cái ống bơm để bơm xe đạp này kia ha, bơm bong bóng, bơm xe đạp. Cái vỏ này bằng ton nha các bạn, rất là dày nha, và sơn zin 100%, trang bị cho quân đội Mỹ nè. Rất là chất lượng, mới tinh chưa sử dụng luôn. 150.000 các bạn. Một cái vòi xịt thuốc đi kèm, nó có dây luôn, vòi dài ha, vòi dài có van, có van ở đây, van khóa. Dây này chúng ta cắm vặn vào cái chân vòi trên bình, đuôi hụt bắp ha, sử dụng đuôi hụt bắp luôn. Trên cái vòi nó có cái vết cấn vậy, trên vòi nó có cái vết cấn nhẹ ở đây ha, vết cấn nhẹ ở đây.
Đầu có thể chỉnh tia ở trên này các bạn. Đầu nó có thể chỉnh tia, chỉnh độ xòe đó, chỉnh như này. Ok, 150.000. Màu dài ha, màu dài. Ok. Một cái cầu dao một pha của Nitto 30 A. À, 30 A. Cầu dao một pha Nitto. Ok. Này, Nitto Nhật ha. Nhật. Cầu chì ở trong nó còn đầy đủ nha các bạn. Hai cầu chì còn đầy đủ ha. Về chúng ta chỉ việc đấu và chúng ta sử dụng thôi. 150.000 các bạn. Một cây búa bi của OH dòng brand, tức là cái thế hệ đời đầu rồi, có chữ ra băng này. Brand trọng lượng đầu búa là 450 g. 450 g cán zin nha, cán zin theo búa luôn. Ok. Brand đúc nổi ha, chữ đúc nổi. Đầu búa nhắc lại là 450 g, 150.000. 12 lưỡi cưa của Nachi, 12 lưỡi cưa Nachi mới tinh chưa sử dụng, size 250. 150.000 luôn các bạn. À, Nachi sa băng ha. 12 lưỡi nha. À, ok. Và một cái hộp que hàng 1 ly 4. Que 1 ly 4 trọng lượng 200 gram các bạn. Và cái size nhỏ này thì gần như là Việt Nam không có sản xuất các bạn. Không có sản xuất. À, 1 ly 4 để chúng ta hàng những cái vị trí mỏng, hàng que những vị trí mỏng à, của Suzuki nè. À, nó không gây lủng cái chỗ cái điểm hàng của mình. Chỉnh lửa nhỏ dành cho những máy hàn cơ của Nhật này kia đó ha. À, rất là hiệu quả các bạn. Để hàng những vị trí mỏng. Ok, vậy là chúng ta vừa trải qua những sản phẩm đồng giá 150.000 ha. Một cây búa nhựa của Đức các bạn. Cán zin Hickory ha, và chất liệu nhựa của nó nhựa cứng nha. Nhựa cứng. À, cái này chúng ta dùng để ráp mái, ráp các chi tiết à, rất là hiệu quả các bạn, không để lại cái vết búa kim loại trên cái bề mặt phôi mà chúng ta thao tác. À, cán Hickory zin. À, trọng lượng đầu búa này nó khoảng tầm 400, trọng lượng cả cái búa là 540 gram các bạn, 540 gram. Chiều dài 32 cm, chiều dài đầu búa này khoảng 10 cm và đường kính đầu đóng này là khoảng 38 ly rồi, 38 ly ha. Ok. Nhựa cứng ha. Cái này giao lưu cho bạn với giá là 300 ngàn. 300 ngàn. Một cái dụng cụ chưa biết chính xác nó là để dùng vào vị trí nào, nhưng mà mình dự đoán nó là dùng để kết nối như kiểu một cái kẹp mát vậy các bạn. Cái phần tay phía dưới này là bằng đồng nha, kể cả cái con cu tay vặn phía sau này cũng bằng đồng luôn, rất là dày các bạn, rất là dày. Và nó có một cái rãnh để khóa như kiểu cái chân một cái tay công đưa vào, và đưa vào cái rãnh khóa này để siết siết cái vị trí kẹp như kiểu cảo C đó các bạn. Phần cảo phía trên này, phần cảo C phía trên này là nó bằng nhôm ha, nhôm đúc. Một cái bát bắt phía sau nữa. À, có thể là dùng để bắt dây kẹp mát ở vị trí nào đó mà cao mà chúng ta không thể nào kết nối. Các bạn hình dung nó giống như là một cái dụng cụ của thợ địa mà khi họ đóng mở những cái rờ le á, thì họ dùng cái cây tương tự như thế này, nhưng mà cái càng của nó dùng để đóng mở à, kẹp. À, thì chính xác, nói chính xác là chưa biết nó dùng vào cái vị trí nào, nhưng mà mình thấy nó giống như là một cái dụng cụ để kẹp mát, thì chúng ta vẫn có thể ứng dụng nó vào cái vị trí chúng ta dùng để kẹp mát hàng vẫn được ha. Vị trí này là nó bằng đồng nên nó dẫn điện tốt các bạn, dẫn điện tốt nha. Nguyên cái ống là bằng đồng, rất là dày ha, rất là dày, kể cả cái khâu này. À, ok, cái này giao lưu cho bạn với giá là 200 ngàn ha. 200 ngàn. Lắc léo được luôn nha bạn. Cái đuôi này nó gật gù lắc léo được luôn ha. Tức là khi mà chúng ta đúc và chúng ta thao tác xoay ra đây thì nó có thể nó thao tác ở nhiều cái vị trí góc hẹp, góc kẹt nào đó, nên nó dù nó làm lắc léo cái đuôi như thế này. À, rất là hay ho ha. Hai vị trí kẹp các bạn thấy không?
nó có cái phần cong và cái phần lõm ở dưới cái mặt kẹp, như kiểu kẹp vào cái vị trí dạng ống trụ tròn hay cáp gì đấy. Ok, 200k cho cái tay cạo C bằng nhôm cán đồng. Một cái cây bóp cốt final cuối cùng ha, cuối cùng của bộ phim dài tập tên là Bóp Cốt Mỹ, và có cái mã số xuất xưởng là 13215. Và đây là một cái phiên bản lỗi các bạn, một cái phiên bản lỗi, tức là nó hơi bị rổ rổ cái phần cán là một ha. Hai nữa là cái logo trên mặt này nó hơi mờ, có thể chúng ta không nhìn thấy rõ được luôn. Cái bề mặt này lúc mang về thì nó cũng rổ rổ như phần cán đó, và mình đánh vệ sinh đi thì trong quá trình đánh vệ sinh đi thì có như gần như là không nhìn thấy được cái logo của nó các bạn. Nhưng mà cái phần kẹp bên trong này thì nó còn khá là đẹp ha, cũng như cái phần răng các bạn nhìn nè, rất là đẹp. Nếu mà các bạn nào không quan tâm về cái hình thức mà chúng ta chuộng về cái nội dung, chất lượng còn khá tốt và giá cả quay ra là rất hấp dẫn, 250.000 cho cây kẹp cốt của Mỹ phiên bản bị lỗi, 250.000 nha mọi người. Một cây bóp cốt của Mỹ phiên bản bị lỗi giá là 250.000, chiều dài 29 cm các bạn, 29 cm. Thì ngoài cái việc bóp cốt ra, cái cây này chúng ta dùng để mở bù rong các bạn, kẹp những cái dạng ti trụ tròn gì đấy, chúng ta kẹp thao tác mở nó rất là chắc, kẹp rất là chắc các bạn. Phải nói là một cái dụng cụ rất là cổ điển ha, đến từ Mỹ, giá thanh lý 250.000. Một cái khoan tay hai cấp số đến từ Vandor. Một cái khoan tay hai cấp số đến từ Vandor và đã được vệ sinh sạch sẽ các bạn, vệ sinh sạch sẽ ha. Đây. Frank Casse. Đến từ đội Pháp, đến từ đội Pháp nha. Nhắc lại, tình trạng đã được vệ sinh sạch sẽ và các bạn về chúng ta chỉ việc sử dụng ha, sử dụng hoặc là trưng bày, sưu tầm và sử dụng. Cái này nó đang chạy tốc độ chậm nha các bạn. Chuyển tốc nhanh, các bạn kéo cái chốt rồi ra, xoay nó lên phía trên và chúng ta xoay cho đến khi nó rơi vào cái rãnh của nó là được. Rồi, bây giờ nó chạy tua nhanh các bạn thấy không? Cái đầu khoan nó sẽ chạy cái tua tốc độ nhanh hơn. Cả hai bánh răng nó đều xoay, nhưng mà thực chất lúc này cái nhông số nó sẽ bắt vào phía trên này. Và cái trục cốt nó chịu tốc độ bởi cái vòng bánh xe phía ngoài này. Nó cho cái tốc độ quay nhanh. Thao tác đầu khoan nhẹ nhàng ha. Quay các cái đầu kẹp hoạt động tốt. Thương hiệu Vandor của Pháp các bạn. Một cái khoan tay hai cấp số. Cái này thuộc dạng size lớn ha. Rất là cổ điển mà, rất là cổ điển. Xứng đáng cho các bạn chúng ta sưu tầm và sử dụng. Xứng đáng cho các bạn chúng ta sưu tầm và sử dụng. Ok. Giá giao lưu cho các bạn là 950.000. 950.000. 950.000 ha. Tất cả các chi tiết trên đây là mình đã kiểm tra rồi, trong tình trạng hoàn hảo, không có bị lỗi, không có bị gì hết ha. Bên cạnh đó thì mình cũng có những cái sản phẩm còn nguyên bản, tức là còn mọc, chưa vệ sinh, chưa có được vệ sinh. Nếu mà bạn nào chúng ta thích tự về vệ sinh, restore, phục dựng gì đấy theo cái sở thích cá nhân, thì mình cũng có những sản phẩm còn nguyên mọc, nguyên bụi bãi, nó là hàng mà mang từ bãi về sau nó y xì như vậy. Và cây này đến từ đội Mỹ, đến từ đội Mỹ ha. Đây là một cây khoan mọc mang từ bãi về, tình trạng còn nguyên đất bụi ha, vẫn còn quay hoạt động tốt rồi nha các bạn. Đầu khoan nè, vẫn quay được ha, không có bị kẹt nha. Nhông thì đã kiểm tra rồi, không có bị mẻ, không bị sức mẻ gì hết. Đó là cái cassette đầu tiên thôi. Cơ bản cái cassette đầu tiên là mình đã kiểm tra rồi, phần nhông này không có bị mẻ, vỡ gì hết. Tay xay này còn, tay phụ thì mất. Và cái hộp nhông
nó có cái phần áo ngoài bằng đồng luôn nha các bạn. Cái áo này bằng đồng luôn ha. À, cái áo này bằng đồng luôn. Đây, một cây khoan cũng size lớn ha, nhưng mà cây này cũng Mỹ nha. Cây này cũng Mỹ chứ không phải là của Pháp đâu. À, ok. Rồi. Giá giao lưu cho các bạn để chúng ta tự vệ sinh, tự restore phục dựng 300 ngàn thôi các bạn. Nha. 300 ngàn thôi. Rồi. Tình trạng là nó có rỗ đều hết các bạn ha. Là phần thân cán hay là phần bắp đỡ phía sau. À, nhưng mà cơ bản là cái này nó còn hoạt động được là ok các bạn. Vì chúng ta chỉ tháo hết ra, chúng ta đánh vệ sinh sạch sẽ đi. À, cái đầu này thì nó cũng có hơi rô rô hở rỗ. Tai này thì nó cũng rô hở rỗ. Ok. À, hoặc là các bạn về chúng ta lấy linh kiện phục để backup cho những cái khoan ở nhà của mình đang bị hỏng hóc hay là thiếu chi tiết nào đó quan trọng. À, và đây là một cái phôi nguyên bản khi mà nhặt ở ngoài bãi về là nó như vậy nha các bạn. Và giá giao lưu cho các bạn là 300 ngàn cái khoan này nha, để chúng ta tự phục dựng. Còn các bạn nào không có thời gian phục dựng vệ sinh thì có thể lựa chọn cái bên này, 950 ngàn đã KCS kiểm tra và vệ sinh phục dựng. Thì cũng chia sẻ với các bạn một chút xíu, từ cái bước này qua tới cái bước này thì nó thêm hai công đoạn, mà tức là khi mà ở ngoài bãi kiểm tra các thứ, lựa chọn thì đấy vân vân, thì nói chung là cũng kiểm tra cơ bản thôi chứ không phải mà ngồi mà xăm soi từ sáng tới chiều được đâu. Thì rất là nhiều rủi ro cho những anh em kho bãi, thì nhiều khi về có những cái mua về nó kẹt cứng không có xoay được đâu các bạn nha. Đầu này nó cũng kẹt cứng không có mở, chưa mở ra được đâu. Thì mình chỉ xác định nó là chuẩn đồ, tức là của Mỹ, của Đức, của Pháp hay là của tư bản, nói chung của tư bản là cái yếu tố tiên quyết đầu tiên. Thứ hai là kiểm tra bằng mắt cảm quan ban đầu là thấy nó ok, ổn, không có bị mẻ răng, không bị gì hết, khả năng phục hồi được. À, chứ nếu mà thương binh nặng quá thì thôi, thèm gì về ăn đi ha, như bác sĩ khoán, thèm gì về cho ăn đi ha. Còn nếu mà trong khả năng phục hồi được tốt thì mới lựa chọn về. Đó là cái bước KCS đầu tiên. Rồi sau khi về thì các bạn phải rã ra hết, phải mở ra hết tất cả chi tiết. Thì một may mắn thì nó đơn giản, nó không dợt thì mở ra đơn giản dễ dàng. Còn nếu mà nó dợt là phải mất rất là nhiều thời gian, phải ngâm những cái rỉ sét rồi mở tháo đánh vệ sinh, nói chung là cả một cái công đoạn rất là dài. Và nếu mà quay hết cả xuyên suốt quá trình phục dựng đó thì cũng chiếm cả một dung lượng một cái video, nhưng không phải đơn giản ha. Nhưng phải là cắt cho từng công đoạn motion chớp 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 nhanh nhanh, các bạn thấy nó hay ho, nó ngắn gọn không có đâu, rất là vất vả và rất là nhiều công đoạn nha để mà được tới cái mức độ này. Và còn thêm một cái cấp độ nữa, tức là muốn làm mới lại luôn, tức là phải mở ra hết, sơn lại hết tất cả các chi tiết như là ban đầu của nhà sản xuất nữa, là nó thêm cái công đoạn cuối nữa ha, là phải thêm một khúc nữa và cộng thêm một khúc nữa ha, 950 cộng thêm chấm 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 chấm. Ok. Rồi có hai option cho các bạn lựa chọn: nguyên bản chưa vệ sinh 300 ngàn, và cái khoan này của Mỹ nha, cây này của Pháp đã vệ sinh rồi, hoạt động tốt, về chúng ta chỉ việc trưng bày và sử dụng. Họ thích muốn sơn lại thì các bạn có thể tự sơn ở đây ở nhà. Cái này đơn giản à, tẩy hết cái này đi, sơn lại ok ha. 950 ngàn. Tiếp tục chúng ta đến với một cái tăng dây xích các bạn, một cái tăng dây xích của Mỹ ha. Mỹ nha. Cái tải trọng họ cho phép chúng ta sử dụng là khoảng gần 6 tấn các bạn, 5 tấn mấy, gần 6 tấn. Ở đây họ ghi là 13.000 pound, 13.000 pound ha. Và cái tải mà họ test á, là tới 46.000 pound, tức là cái tải trọng để phá hủy nó luôn á, là 46.000 pound. Tức là gấp đôi, gấp 3 luôn các bạn. Gần gấp 3 cái tải trọng thực. Hệ số an toàn gấp 3 lần. Sơn zin 100% các bạn, của Mỹ nha, của Mỹ. Tải trọng nhắc lại là 6 tấn. Rất là kinh khủng ha, rất là kinh khủng. USA các bạn, USA. Và cái tăng xích của Mỹ này giao lưu cho bạn với giá là 800 ngàn. 800 ngàn nha. Một cái dụng cụ tăng xích của Mỹ
Libert C1. Libert C1 tải trọng là 13.000 pound, tương đương là 5 tấn mấy, gần 6 tấn mà. 800.000 cho cái tăng dây xích nha, tăng dây xích. À, size xích của nó là 5/8, 1/2 cho tới 5/8 là dùng được. 800.000 các bạn. Thép toàn là thép rất là chất lượng các bạn. Của Mỹ nha. 800.000. Tiếp tục chúng ta đến với một vài cái dụng cụ sử dụng điện các bạn nha. Đầu tiên là một cái món này liên quan tới các bạn học sinh hay là chúng ta hay những người nào hay dùng bút chì thì chúng ta quan tâm, có thể quan tâm tới cái món này. Một cái dụng cụ chuốt bút chì sử dụng điện nhưng mà lại là điện 220 các bạn. Rất là thuận tiện. Và tình trạng là mới tin chưa sử dụng ha, mới tin chưa sử dụng, sản xuất tại Nhật và sử dụng cho nội địa Nhật. Toàn bộ trên đây nó đều là tiếng Nhật hết các bạn. À, toàn bộ tiếng Nhật hết. Mới tin chưa sử dụng nha. Này. Full box luôn, cái này gọi là full box luôn. Bây giờ đang tình trạng. Ok. Tình trạng là full box và bây giờ Minh Tư Huy đang unbox. À. Mới tin chưa sử dụng. À. Cái dây nguồn của nó còn chưa có đấu luôn rồi ha. Chưa có đấu dắt luôn. Một cái. Điện duy nhắc lại là 220V nha các bạn. Khá là nặng nha. Motor khá là nặng đây. À. 220V. Hoặc cho tới 240V sử dụng được các bạn. Tần số 50-60Hz ha. À, máy in ra băng. Mới tin chưa sử dụng. Nha. Và cái này nó vừa tự động hoàn toàn nha các bạn. Tự động hoàn toàn. À, đây là cái hộp chứa, đây là cái hộp chứa. Sau khi chúng ta chuốt xong thì cái viết chì nó cái bụi rớt vào đây, đây lưỡi dao của nó đây, lưỡi dao xoắn ha, tự động hoàn toàn các bạn. Đúc cái mũi vào là nó sẽ tự động nó chuốt thôi. À, và khi nhọn thì nó dừng lại và chúng ta cứ ấn vào tiếp thì nó lại chuốt tiếp, ấn vào tiếp nó sẽ chuốt tiếp tới khi nào hết cái viết chì thì thôi ha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào mình test cho các bạn nha. Admin cho xin cái bút chì đi. Cái dây màu xanh lá này là cái dây mát nha các bạn. Dây mát ha. Các bạn không dùng thì chúng ta bỏ đi thôi. À, cái dây nguồn. À. Ok. Điện một pha 220. Một pha 220. Rồi. Bút chì ha. Bút chì nè. Và đút vào là nó sẽ tăng ha. À, nhọn là nó dừng lại các bạn. À, mình không muốn nó dừng lại thì mình cứ ấn vào là nó tiếp tục thôi ha. Ok. À, rất là nhanh chóng và hiệu quả các bạn. Đây. Nhẹ nhàng ha. Đỡ tốn công sức. Thích hợp cho những cái chỗ mà nơi nào mà chúng ta thường xuyên sử dụng bút chì các bạn. À, chúng ta chuốt nhiều. À, cường độ nhiều thì chúng ta nên có cái máy bút chút bút chì chất lượng cao đến từ Nhật Bản mà nó là chất lượng cao luôn. Mới tin chưa sử dụng nha. Full box. Nói chung thì cái máy này nó rất là phù hợp với gia đình nào mà chúng ta có nhiều trẻ em đang ở lứa tuổi lớp 1 ha, cấp 1 đó ha. Thì hay dùng bút chì là thường xuyên các bạn. Và các em cũng thường xuyên dùng quá lực thì nó gãy chiều, gãy mũi, gãy ngồi á, thì mình thường xuyên phải chuốt. Và đối với những cái máy pin á, thì nhiều khi nó hay bị yếu pin, chúng ta chuốt nó cảm giác nó không có đủ lực. Còn đối với cái máy điện thì phải nói là rất là bạo lực luôn các bạn, nó là bạo lực. Và phải nói là khó, chỉ có một cái từ diễn tả thôi mà. Xịn sò và chất lượng. Và tôi cho bạn với giá là 380.000 ha. 380.000. 380.000 cho một cái máy chút viết chì đến từ Nhật Bản rồi. Mới tin chưa sử dụng, chỉ mới test. Mới test thôi, mình tôi mới test. Tiếp tục chúng ta đến với một vài cái dụng cụ sử dụng khí nén các bạn. Một vài cái dụng cụ sử dụng khí nén. À, đầu tiên hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ba lan sử dụng khí nén.
Một cái ba lan sử dụng khí nén và áp của bạn khoảng chừng 8 kg thì cũng nên là chúng ta sử dụng nó khá là ok ha. Tải trọng là 1/2 tấn là 500 kg các bạn, 500 kg ha. À, thương hiệu nó đây, à, Kamiochi Electric Work, may ra bằng các bạn, sản xuất tại Nhật, sơn zin 100% ha. Và cái con này nó thuộc cái dạng của đời cổ nha các bạn, thuộc dạng đời cổ nha, ba lan xích ha. Tại sao mình nói nó đời cổ, tức là nó dùng cơ các bạn, cái cơ cấu mà lên xuống cái móc xích tải của nó là sử dụng bằng cơ, bằng dây kéo nè. Và ở hai đầu cái dây này nó có làm hai cái mũi tên hướng xuống là mũi tên hướng lên ha. Mũi tên hướng lên này bị con voi nào nó dẫm vào nó nát bét rồi, mũi tên hướng xuống thì nó còn ok ha. Thì cái này cũng không quan trọng lắm đâu các bạn về chúng ta có thể tiện nó hai cái nấm bằng gỗ cũng được. Một số cái đời ba lan cổ của Fuji nó cũng làm cái tay nấm bằng gỗ các bạn ha, xuống và lên. Thì nói chung nó đơn giản thì nó đỡ có bị phức tạp, nó đơn giản thì nó đỡ phức tạp, nói câu quầy vốn không lời các bạn nè, nó đơn giản thì nó đỡ hỏng hóc các bạn nha, nó đơn giản thì nó đỡ hỏng hóc. Nếu mà nó phức tạp, nó rườm rà quá, nhiều khi nó dễ hỏng. Ta nói hiện đại là nó hài điện mà, thấy không? Đơn giản chừng nào thì nó ít hư chừng đó ha. Ok, xuống nè. Hoạt động tốt ha. Và bây giờ mình sẽ test tải của nó xem nó có tải hay không. À, sau khi mình báo giá cho các bạn. Cái ba lan tải trọng 500 kg, tức là nửa tấn này, hôm nay thanh lý cho các bạn chỉ có 3 triệu thôi nha. 3 triệu cho cái ba lan hơi ha, ba lan xích sử dụng khí nén của Nhật, tình trạng hoạt động tốt, sơn zin 100%. Ok, bây giờ mình sẽ test tải xem nó có bị tuột tải hay là nó kéo không nổi gì không ha. Cái Eto rèn 35 kg các bạn. Quá bạo lực các bạn, quá là bạo lực ha. Chơi này cũng vui lắm, giống như mua rối vậy đó ha. Có hai con dây giật 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 cũng như mua rối vậy. Ok, và nhắc lại là giá giao lưu hôm nay là giá thanh lý các bạn 3 triệu nha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Không có bị tuột tải nha các bạn ha, không có bị tuột ha. Ok, áp từ 8 kg trở lên là chúng ta sử dụng tốt cho cái ba lan này rồi. Ok, thì đối với cái ba lan hơi á bạn, ưu điểm của nó là nó kéo thu xích hay là thả xích gì cũng rất là nhanh nha bạn, rất là nhanh. Thì tùy theo mình điều khiển thôi, ví dụ mình kéo mạnh thì nó sẽ chạy tốc độ hết tốc độ nó, mình kéo chậm thì nó chạy từ từ nè, kéo chậm nó chạy từ từ ha, nhưng mà mình kéo mạnh thì nó sẽ chạy hết tốc độ nha. Và cái xích này thì nó dài khoảng tầm 3 mét thôi, có bao đựng xích còn nguyên nha, chưa có bị rách gì hết nha các bạn, nó chạy hết tốc độ nè. À, khi nó hết xích thì tự động nó sẽ đá cái cần lên. À, nó không cho mình kéo nữa, nó đá cái cần lên. À, là nó tự động nó ngắt. Cũng giống như là cái chiều mà thâu lên cũng vậy thôi. Ok. Và nhắc lại là áp từ 8 kg cho lên. À, cái dây cấp hơi của mình cũng phải đảm bảo thì nó mới hoạt động hết được cái công suất của nó nha các bạn. Rất là nhẹ nhàng các bạn, rất là nhẹ nhàng. Nhắc lại giá giao lưu cho các bạn chỉ có 3 triệu trong video hôm nay. Một cái ba lan hơi tải trọng nửa tấn các bạn, 500 kg ha. Một cái công cụ hỗ trợ đắc lực nha.
Ok. Ngoài cái việc là nó chạy tốc độ nhanh, thâu nhả xích nhanh ra thì nó còn một cái tính năng nữa là rất là an toàn các bạn. Tại sao những cái đầu hơi luôn luôn được lựa chọn trong những cái môi trường mà họ không muốn phát ra tia lửa điện, họ cần cái sự tính năng an toàn cao. Chính vì vậy đầu hơi luôn là cái sự lựa chọn tối ưu nhất trong những cái tình huống, những cái trường hợp như vậy nha. 3 triệu cho một cái ba lan hơi tải trọng 500 kg, một cái đục hơi của Yokota, cái mũi đục nó bị gãy mà, gãy mũi ha, thanh lý cho các bạn với giá là 500 ngàn thôi. 500 ngàn con này là bầu dài nha, buồng hơi dài nè, ti dài mà cái mũi nó bị gãy. Rất là tốt cho các bạn nào chúng ta đang cần một cái mũi đục đầu bằng, thì các bạn về chúng ta chỉ mài bằng nó đi để chúng ta đóng lối chốt hay là tán chốt hay là đóng bát bát phốt gì đấy. Yokota của Nhật nha, giá thanh lý 500 ngàn các bạn, 500 ngàn. Hoạt động tốt quá. Rất là bạo lực. Chính vì bạo lực quá nên nó gãy mũi luôn ha. Đóng cái mắt kẹt cái gãy mũi luôn. Thực tế là cái thép này họ trui cứng từ trong ra ngoài các bạn nha, chứ không phải là cứng mặt ngoài không đâu. Một số trường hợp là trước đây mình có đi xử lý những cái mũi đục cho khách hàng, tại có họ có nhu cầu dùng để đóng những cái lỗ đục, đột những cái lỗ gì đấy, thì phải dùng máy mài ly tâm mài cái đầu nó cho nó nhỏ xuống theo cái size kích cỡ mà chúng ta dùng thôi, chứ tiện là không giao tiện nào tiện nổi đâu. Thép mà trui rất là cứng. Một cây súng mà bắn vít thương hiệu là Joe Fast, thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Nhật các bạn. Sơn zin 100% ha, đảo chiều ngay cái tay cò luôn, rất là thuận tiện. Chỉnh áp 4 số rồi, chỉnh áp 4 số ha. Và cái con này nó có cái phần boe giảm thanh ở đây nên cái tiếng âm thanh nó phát ra rất là êm. Chính vì vậy một số bác cứ nhầm nghĩ là nó không mạnh, nhưng mà thực chất khi chúng ta thực chiến, chúng ta sử dụng, chúng ta bắn vít đi, chúng ta mới thấy được cái độ mạnh của nó như thế nào. Và giá giao lưu cho bạn vẫn là 600 ngàn cho một cây súng bắn vít chất lượng ha, sơn zin 100%. Nhiều khi người ta bị đánh lừa qua cái âm thanh của nó, thì một số người người ta sẽ bỏ cái boe đi, các bạn sẽ nghe cái tiếng nó quát lên nghe nó rất là to, giống như xe máy mình vậy đó, móc bô cho nó thông cái bô rồi nghe nổ âm 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 âm, nhưng mà thực chất chạy không được nhiều á. Nhà sản xuất người ta cố tình người ta ém lại để nó chạy đường dài ha, êm mạnh ha. Bạo lực có thừa, lực hay không lực là do cái hơi của mình cấp có đủ hay không, áp của mình có đủ, lưu lượng có đủ hay không, và có lỉnh thoảng có châm nhớt cho nó để nó chạy mượt mà hay không. 600 ngàn cho cái súng bắn vít của Dual Fast, 4 cấp số, đảo chiều, 2 búa ngang, 2 búa ngang, đầu 6 ly 3 thông dụng các bạn. Bu lông 1 phần 2 sát nhỏ Kuken, mã là K-Dub 1600 Pro X, giá giao lưu là 850 ngàn các bạn, 850 ngàn. Mức giá này đã điều chỉnh rồi các bạn, không thể giảm hơn nữa. Ha, một cây súng bắn bu lông của Nhật, đầu 1 phần 2 sát nhỏ nhưng mà rất là bạo lực nha. Bắn eco bu lông cỡ 19 là thoải mái các bạn, thoải mái. Ha, tình trạng khá là đẹp luôn. Máy in da băng nè. Máy in da băng ha. Chỉnh áp 5 số luôn nha các bạn, đảo chiều. Chỉnh áp 5 số ha. Con này đã dùng búa hạt dưa. Tình trạng mới thì mình mới mới mang về để giới thiệu cho các bạn thôi, chứ thực chất có con này mà nó không không tình trạng nó không còn mới, không còn đẹp nữa thì các bạn nên bỏ qua, tại vì cái búa của nó mà hỏng rồi chúng ta không có xử lý gì được hết. Nhưng mà nó còn đẹp thì nó bắn rất là ngon, rất là mạnh luôn. 850 ngàn chúng ta có cây súng bu lông sử dụng khí nén thương hiệu là Kuken 16 Pro X, cũng là nó dùng cái bô ém để nó sử dụng trong những cái xưởng nhà máy, hạn chế tiếng ồn tới mức thấp nhất chứ không phải là la sùm lên ha, la mà không có mạnh là không 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 chơi ha, êm mà mạnh, rất là quy lực nha các bạn. 850 ngàn cho cây bu lông của Kuken sát nhỏ, đánh rỉ chỗ nhuyễn ha, mình còn một cây và giá giao lưu cho bạn vẫn là 800 ngàn của Nitto Konki các bạn.
những cây chổi nhuyễn này thì thực tế là nó rất là ưu việt nha bạn. Chúng ta đánh trong những cái vị trí góc hẹp, góc kẹt mà những cái chổi lớn nó không có chọc ngoáy vào được, thì cái chổi nhuyễn này nó rất là tối ưu. Giá giao lưu cho bạn vẫn là 800 ngàn nha, rất là mạnh các bạn. Áp từ 6 kg trở lên là chúng bạn các bạn có thể sử dụng được cây súng đánh rỉ của Nitto Konki này rồi. Ok, và 800 ngàn ha, 800 ngàn cho cây đánh rỉ chổi nhuyễn nha. Chỗ này có 2 ly thôi các bạn, nó cỡ cầm xe đạp mình á. Và đây cũng là sản phẩm sau cùng của video giao lưu hôm nay. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình TV Tool. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của mình TV Tool. Xin chào và hẹn gặp lại.